hôm nay ngày 27 tháng 8 và gặp lại nhớ sư nhớ nhớ con không? Bỏ sư một chai nước uống nha, mang theo. Rồi hôm bữa giờ sư đi như thế nào rồi? Dạ con cũng đi cũng nhiều lắm. Con đi từ không biết chứ đi hết á. Nói chung là đường nào cũng đi, mặt nơi ai đi cuối đường hết, đi hết toàn bộ hết. Dạ. Giờ đi cũng một ngày cũng mười mấy tiếng. Nhưng mà không có mang dép. Nhưng mà lúc mà bị hôm nay đi. Sao giờ mang dép rồi? Đứt chân này. Ồ bị. Dạ bị đứt chân, như con muốn mang. Ồ dạ. Dạ bên này thì không có mang sao, bên này nó bị khứa. Ồ bị khứa hả? Dạ bị khứa, nó bị đi trên này nè. Nó bị cắt nữa. Thì, một hai ngày con muốn bỏ giúp lại. À, một số người nói là sao sư không mà không mang đầu cung điện. Dạ thì con cũng nói chung cái gì cũng vậy, cũng là cái bác đỡ mình dùng thôi, chứ mình giờ cũng chưa nếu mà theo Việt Nam tôi thấy đi nó dễ hơn, tại mình quá duyên cái gì nó cũng dễ, nên tôi thấy có thời gian tôi thấy quá duyên mà khó. Đó. Và tại vì mọi giác con phải ví dụ đi vô chùa vô gì đó con cũng phải duyên, quá duyên. Như thường thường á, con ít có duyên chùa, tại con quá duyên. Thì đi vô đây đỡ chói à? À, hôm bữa giờ là sư có học hỏi theo sư Thích Minh Tuệ rồi có theo đuổi cái gì nữa không? Dạ nhiều lắm, nhiều cái lắm. Dạ con biết nhiều cái lắm, như là đủ tiền nè, rồi nhập định nè, ngủ ngồi nè, nhiều cái nhiều mặt lắm. Dạ. Dạ con trên cũng đường đang tập đòi. Chứ con thấy con học lại hơn, tại vì 4 tháng nay là con thấy là lại hơn. Con biết bây giờ con ngủ ngồi được nè. Ngủ ngồi được. Dạ con ngủ ngồi được, cũng tiền lâu cũng được nữa nè. Rồi chứ cũng đỡ chứ tức mở được chứ qua được nghe kinh nghe kệ rồi học rồi nghe quá. Con cũng biết trên biệt trên cho con nữa, thì con nghĩ con cũng hay lắm, cũng lẹ lắm. Dạ. Theo cái cạnh đó là con cũng ráng tập học thêm nữa, con mới chịu khó đi thêm nữa, đi càng nhiều càng tốt cho con, nó cũng có cái giảm cái sân si của con nó xuống á, thì con đi á nó đỡ tìm hiểu ra những cái khác được. Con cũng thấy thầy nói đúng, nghe con thầy nói đúng, bỏ tam sân si á thì nó vẻ người nó trống rỗng mà, nó trống rỗng bắt đầu á làm gì nó cũng nhẹ nhàng đó. Ngồi thiền cũng dễ nè, đi đứng cũng dễ luôn. Lâu lạnh đó, nhiều khi nửa đêm mới thấy không ngồi thiền đó, nó lạnh lắm. Mình đứng dậy nghe lời thầy ngồi thiền đấy, nó giảm sức lạnh liền, giảm lẹ lắm. Đi tối ngủ lạnh lắm, mà gió nửa ướt nửa xương xương á, nằm rồi chừng ngủ qua trời vậy nè. Thế mà sư hôm bữa thấy sư đi ngược lại, để về là sư đi về là hướng biển, mặt đôi ra về hướng biển, bây giờ sư là đi ra hướng núi. Là đi hướng núi giờ là sư đi hướng này ra nó hướng hướng mặt đôi a hướng núi giờ nó xuống nó tới xuống Anaheim Hill nó qua luôn rồi nó tới luôn. Nhưng mà tối nay là sư định đi hướng là đà hướng đó còn đây là hả? Dạ cà phê là ngủ rồi mai cũng quá diêm tôi về cũng quá diêm xuống cà phê là tôi vô nó quá diêm ngủ rồi xong rồi sáng sớm là cũng đi về về rồi quá diêm đồ con cháy. Dạ. Dạ con cũng nói chung giờ mấy đường nhỏ này cũng đi hết rồi, bây giờ con kiếm cái đường có cách đó là một con là cũng đi có lẽ mai mốt đi quy quay đi quy quay giờ đi quy quay vậy đi đường trong á, nhưng mà không cho con sát nó biết thì con muốn đi đại đi đường này nó có ngày nó về mà chưa đỡ được ngày thứ hai nữa. Dạ. Con xuống đó thì giờ con lên từ đây đi từ bắt đầu ông ấy tôi chờ đi, tôi xuống đó còn 6 tiếng hồ, đi về lại 6 tiếng hồ 12 tiếng mà kiếm nhau rồi, còn đi xuống lưu một biết, lưu một biết cũng 6 tiếng về cũng 6 tiếng nữa rồi, nó có đường dài cho con đi, ủng hộ con đem, con
con muốn đi đi tìm đồ như thầy nói đó, một ngày đi trên 30 cây số tự động mình kiếm cái gì đó mình mới sinh sống được, mình mới được. Con đi thấy trên đường ngoài đó cái dụng vô một cái, ví dụ là đi đâu cũng thấy cái này cái kia, nó không được cho mình chịu khó thêm. Con muốn là chịu khó như thầy đó, cũng đi cũng như cấm đầu mà đi đó. Con đi đây thấy nửa chừng thôi rồi hết đường, nửa chừng hết đường không biết quay nào nữa. Như bữa con đi tới mặt loa như một vít rồi biết hết, đi tới lại đi về lại như lại mặt biển cứ như vậy rồi tới như một vít rồi đứng nữa rồi xong. Nó cũng không có nhiều giờ, thí dụ đi thí dụ ngày 10 tiếng đi mà còn đường đi á còn đỡ, còn lại đi mới 6 tiếng nữa hết đường rồi. Yeah. Như con như từ ai đi cũng vậy, con đi 6 tiếng rồi thấy con hết đứng đường rồi. Yeah. Nó không biết đường nào, giờ con kiếm cách á, một á con đi lên LA hoặc thử LA thử đi quay đi thời gian đi về LA thử sao, con cố gắng đỡ coi thử đỡ chờ nó con tìm cho nó dính cái mũi mồi cho con hả, con phải liệu cho cái mũi mồi á, chỗ mũi mồi mới được khoảng tiếng mồi à, nó giật giật không đánh giật rồi à, tại xe nó chuyển qua chuyển lại hồn với cái đó đặc biệt đó là không được mũi mồi rồi con bữa bị lần rồi. Mũi mồi cảnh sát nó nói là con cứ kiếm cách là tối lên ngủ ngồi cảnh sát nói gì à, sư nó nói cũng như là tưởng ma đồ á à. Như nó cũng cho ngủ ở ngoài mấy cái phạt á, 9 giờ nó cho ngủ. 9 giờ không ngủ trong phạt công viên không? Không cho ngủ. Có bây giờ sư ngủ mà bị cảnh sát đến đuổi không? Nó cũng đuổi, nó cũng nói là nó cũng đuổi với một cái khu á thì nó cấm. Một cái khu ví dụ mấy cái khu tắp lít này như Night Night á, nó đóng cửa là mình nó cho ngủ. Còn vô mấy cái khu tắp lít mà nó không nó cấm rồi đó. Tối rồi nó đi dẫn đường dẫn nó cũng đi. Yeah. Rồi nó có nhiều cái bằng nhưng mà mình như con đi đây này, đáng lẽ con ngủ cái hạt kia, bây giờ con thấy thôi tối rồi không đuổi rồi. Thôi chú cà là ngủ cho nó khỏe hơn chút. Đi ngủ con ngủ 2 giờ thức dậy, ngồi thiền là bắt đầu 4 giờ đi. Dạ. Yeah. Đó, rồi 4 giờ mình về lại ở Santa Ana. Đó, rồi đi vòng 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 vòng. Có câu hỏi tế nhị chút xíu à, sư ha. Yeah. Nhưng mà sư ngủ vậy á, có những người nào, những người mà vô cho cư như homeless á. Yeah. Họ tới họ quấy rối không? Có. À, họ có. Hình như lúc mà họ người Mỹ vô cho cư mà người Mỹ trắng, người mẹ. Sớm mẹ thôi. Mẹ. Mỹ đen. Mỹ đen. Họ nghĩ là mình sư cũng vào vô cho cư họ nó quấy rối không? Không, họ đi ngang qua thôi. Họ đi ngang qua rồi họ bật nhạc rồi họ cái gì chuyện của họ con không biết. Họ tới đùng lấy sẵn đập với vài thùng rác thôi. Yeah. Họ cũng tới làm phiền con. Yeah. Họ đi ngang qua thôi, họ cũng như mình với họ thôi. Họ muốn ngủ thì cũng cổ chủ cũng cho họ ngủ chỗ đó luôn. Yeah. Rồi họ ngủ xong rồi mình tới giờ mình đi thôi, còn 2 giờ mình thức dậy đi thôi. Họ nằm vậy đó, lúc nào cũng vậy. Đa số thành phần cũng vậy, đi đường nằm bị hết đó. Yeah. Ở dưới đa số cái này đỡ hơn ở dưới ở Osa với mình. Tôi sẽ mình nằm đóng nguy hiểm với mặt Chapman hả? Cũng nguy hiểm mà không? Cái đây thứ bảy vừa rồi có một người vô gia cư á. Dạ. Chỗ Tây Hồ á, sư biết là bị tâm chết không? Dạ có. Đó. Dạ anh kia có nói với con tại sáng nào con cũng dậy tới cửa bán nhà á. Dạ. Rồi nó nói có một người giết người kia cũng tâm người kia luôn. Dạ. Sáng mỗi đêm nó xin quá viên đồ hủ á, họ cho vô đến Tây Hồ. Dạ. Thầy sư hay nghĩ là đi như vậy, một tối như vậy ở đây nó an toàn không? Con nghĩ an toàn cho mình thôi, con nghĩ an toàn không gì hết đó. Đi con nghĩ sao đừng có chọc họ, đừng họ chữ họ gì cả họ. Rồi mình cấm đầu mình đi thôi, đừng xin si lại họ. Mình canh si lại họ là họ không hiểu họ tới đấy. Mình chỉ biết nói câu à, thôi xin lỗi rồi. Tới chạy nằm thì tới họ muốn gì rồi mình nói mình xin lỗi rồi xong. Dạ. Họ không có bỏ qua thôi. Dạ. Yeah. Ví dụ mình cương lại họ thì họ cũng không hiểu mình cũng hiểu họ. Dạ. Cũng không biết họ nói gì. Họ muốn chữ cho họ chữ. Dạ. Họ chẳng hết chữ rồi mình
họ đi đó. Nè. Không có gì hết. Dễ. Anh kia thì mình nóng với họ, đa số là họ nóng lại. Ví dụ, tôi hỏi như cái vụ như hồi nãy anh nói hoài đó, cũng như cái chữ nó qua chữ lại, nó xảy ra nóng với họ chữ con vậy. Thôi, họ chữ cho nghe. Ví dụ đánh sư, sư có đánh lại không? Không, cũng đỡ cho họ đánh luôn. Giống như là sư Minh Thích Minh Tuệ nói là để đánh cũng mình cười nữa không? Dạ. Bỏ qua phải không? Dạ. Đỡ cho họ đánh cho trình đã đây thôi mà xong. Tại cái đó là mình ngoài tự học từ thầy rồi. Mình chấp nhận hết tất cả rồi. Là không có quán chấp nữa. Họ muốn dành chỗ thì trả chỗ cho họ. Còn bất cứ cái gì tôi nói rồi. Bất cứ cái gì, ví dụ họ muốn lấy cái gì cho họ đây. Cần mình đi kiếm lại cái khác. Tranh chi họ, mình tranh chi là mình để mình đi tu làm gì? Mình đi tu là cố gắng mà đọc cho bài á, là bỏ mọi chuyện, mất mình kiếm cái khác. Để xong, bỏ chữ mình nghe, bỏ đúng mình chuyện, bỏ chữ lại, bỏ đỡ, bỏ né, bỏ tránh nữa. Thế thôi. Con cũng muốn học theo thầy cái đó, con quá nhiều đi đó. Sư tính đi đến chừng nào và kế hoạch đi của sư thế nào, và sư có muốn truyền tải cái thông điệp gì không trong cái việc hành khất đi bộ giống như sư Thích Minh Tuệ? Con thì không biết, con chỉ biết đi tới đâu thì tính tới đó thôi. Con cũng không biết nữa, con cũng đang trên cái đường tập tồi mà. Con cũng biết chừng nào nữa, con chỉ đi tới đâu thì tới đó. Tính tại mất hết 7 năm mà. Con mất cái mấy tháng à. Thì con nói chung này cũng cố rồi, cũng lệ. Con học lệ, con học cũng rất là lệ. Chứ con cũng muốn như thầy, đừng chút xíu thôi, như được một của thầy cũng vui rồi. Như giải thoát trong bản thân của mình là con thấy cũng vui rồi. Con cũng muốn như vậy, con trên con đường đi con phải tập đòi nhiều hơn nữa. Con muốn khổ hạnh thêm nhiều hơn nữa. Con muốn biết đường chạy nó mới trải nghiệm cho con mới đi trên con đường được. Giờ con bắt đầu con mới tính là đi dặn giải rồi may áo nữa. Con phải đi kiếm ngày mai có duyên giải nữa. Cái này nó lạnh lắm. Lạnh lại không? Ông sắp đến qua tháng 11 là lạnh, bắt đầu lạnh đó. Sư mà phải may thêm áo rồi. Con đang kiếm thêm cái y nữa. Trên đường là đỡ đi nhận là giải đó. Tại nhận giải để may y tiếp cho nó khỏe. Thấy lạnh hôm bữa, thấy hai ngày nay thấy xương xuống ngủ hoài xương á. Chứ mà con ngủ á, nếu ngủ ngồi tập ngủ ngồi thì có thể là trong thời gian này con phải cố gắng ngủ ngồi. Nó bất lạnh cho con. Nói là con ngồi thiền với con tập ngủ ngồi cho nửa tiếng, một tiếng nữa. Sáng con ngủ hết 2 tiếng rồi. Từ 2 giờ bắt đầu xuống ngủ ngủ tiếng, một tiếng rồi tới 2 giờ sáng con ngủ con thiền rồi bắt đầu đi. Các bạn ơi, đây là vị chú có duyên gặp lại sư Thích Minh Thích Thiện Tâm đúng không sư? Thiện Tâm lần thứ hai, và đây là con đường tu học của sư Thích Thiện Tâm. Thích Thiện Tâm theo sư Thích Minh Tuệ. Rồi kính chúc thư sức khỏe và toàn tâm toàn ý cho con đường của mình. Nam mô A Di Phật. Rồi bảo trọng. Thích Thiện Tâm đi theo con đường tu học hành khất theo được Phật Nâu Gia.